các bạn mình đến đây thì mỗi bạn có một cái khả năng gì đấy, thì cháu thấy mình có cái năng khiếu gì, khả năng gì? Khả năng là có thể nhớ mọi thứ mà cháu đã biết, ví dụ là lịch sử. Lịch sử? Ngoài lịch sử ra cháu còn có trí nhớ về cái gì nữa không? Ví dụ như là can chi. Tức là cháu nhớ được can chi của các năm. Ngày 8 tháng 3 năm 2013. Ngày 7 tháng 9 năm 2012. Là thứ 7 tháng 9 năm 2012, thứ 6. Chính xác. Ngày 21. Tân Mùi. 9 tháng 2. Nhâm Thân. 93. Quý Dậu. 94. Giáp Tân. 95. Ất Hợi. 96. Nguyên Tý. Ngày Công xã Paris. Ngày 18 tháng 3. Năm bao nhiêu? 1871. Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là ngày nào? 5 tháng 6. Năm bao nhiêu? Năm 1991. Ví dụ như là cháu sinh năm 2008 đúng không? Thì đấy là năm gì? Mậu Tý. Mậu Tý. Thế còn năm 1990 thì là năm gì? Canh Ngọ. Canh Ngọ. 1960. Là Canh Tý. Canh Tý. Thế cái năm mà giải phóng thành phố Hồ Chí Minh ấy, giải phóng Sài Gòn ấy, năm 1975 là năm gì? Ất Mão. Ất Mão.